Anh ơi, Thằng Khánh nó cứ bảo anh mẹ đốt mày xuống ở trong nhà nó. hôm nay nhá, hôm nay có mặt anh Hà là một, anh Tùng Dương là hai. Em nói anh Khánh là này, mình lên mạng nhiều khi là mình vui thôi, nhưng mà không nên vui quá. Bởi vì làm sao, hôm qua anh ở trên cái Zoom của anh Huấn, anh bảo là thằng Long nhận tiền kéo view rồi, không kéo view người ta ở trên livestream. Như vậy là anh đang định phá miếng cơm manh áo của em à? Anh Hà có quần hơi đá đây nè. Thế Cái đấy, mẹ nó giả điếc, mày đã xem là chim nó mà Khánh được ai, nó bảo yêu cầu anh đốt đốt cả mày xuống để đấy. Bây giờ làm sao nhỉ? Dạ, không Giờ phải làm ba sao trăm đâu. anh nó bảo là lên mạng là Khánh nó bảo là bây giờ sức khỏe nó yếu quá. Bây giờ đây Khánh nó bảo anh là phải trước khi nó quy tiên nó chỉ đường anh thôi, là khi mà nó mất là 7 7 49 ngày nó sẽ nằm ở trong bảng dầu, em phải không? Là ở dưới nó đốt cho gọi là sự độ cho bay hồn bay phách này, thì nó yêu cầu anh là 6.000 nhân như thế mạng mặc bikini mà đấy, sau này phải cả đĩa với cả tẩu cộng một thẻ ngân hàng bằng giấy cộng một iPhone cộng 15 16 để bình luận chuyện thiên hạ kèm theo xem công đa cũng bị vật đấy, kèm Là nhạc theo hết. một phan tôm nữa, kèm theo lại còn cả một ok cộng một lít nước đá kèm theo nước vui em đó, ok kèm theo cả là một biệt thự cộng thêm kèm theo phòng bay nữa, kèm theo một DJ cái là gì chịu bố ơi. Anh thấy này, bây giờ nhá, Vâng. anh ra ngoài đầu ngõ, anh quay một clip. Hello nhá, chào tất cả mọi người, Khánh đang ở nhà Khánh đây. Mà nhà Khánh địa chỉ nào, số nhà đây, em cho anh đúng 5 triệu luôn. Em làm con đây, không cho anh làm con đây. Anh em đang nói thì nói chứ anh em mình vừa ấy vừa hàng, anh em nào có nhu cầu Nhà thì nhà cứ qua ra đây video, nhà anh em tìm đến tôi. nhà 159.000 đồng hai chiếc nước hoa đấy, thổ cẩm cả nam cả nữ dùng được, nó có 3 tầng hương mùi. Hương đầu nó hương của cam BK1, hương vải, hương trái cây. đúng Hương là giữa đi hương của hoa nhài, hoa hồng, mùi quế, kết thúc của hương gỗ tiếp tục sang đúng hương là sắc đi lưu ly đấy. 129.000 đồng hai chiếc anh em nhá. Anh em thích đặt hàng. anh Hà, em nhờ anh việc này. Ơi. Thằng Long nó nói câu đấy, bây giờ thằng Long chuyển tiền cho anh Hà, anh Hà có trách nhiệm chuyển tiền cho em, chứ con chó này anh nuốt đời. Thằng Long chuyển tiền. Bây giờ anh đang sống mà làm gì? Anh đang sống mà làm việc đâu? Bây giờ anh ra ngoài đổ đổ đường, anh quay video mà đúng nhà phòng luôn địa chỉ cũng được chưa? Em cho anh 5 triệu, em bắn trực tiếp anh luôn, em tổ chức Không liên không lạc à. đây là chi luôn được chưa? Tại sao phải Này. tại tại sao? Lôi nhà là gì? Chuyện tiền cho anh Hà làm trung gian, tao đéo tin tưởng các bạn mày. Quay clip ra bên đi. Mày chuyện tiền cho anh Hà, nếu tao không quay được thì anh Hà lại dạy mày tiền, anh Hà người uy tín mà. Ừ nhờ, mà Khánh Sky làm gì có nhà nhờ? Khánh Sky làm gì có nhà đâu? Mất năm cũ à, mất năm cũ mà Khánh Sky lại lấy năm cũ đây đi thuê nhà mới à? Này cái nào anh Hà ơi, anh vào việc đi, thằng Long nó chuyển tiền cho anh cầm anh trung gian, nếu em không làm được thì anh già đó, mà em làm được anh chuyển cho em. Thì em tin tưởng gì cái loại này đâu mà em học đúng đúng nha, đúng thế. Ôi thằng Long mới tăm thêm à, mày mới tăm thêm vào vai à? sao hết sao hết Tao lưng đau, lưng đau lưng gà lưng mép nó mới chạy nhưng mà tay mày xăm đời mày không đâu phá anh. được vì tao. Anh ơi em đang bán hết đất của em để cho ông anh ở ngoài Hà Nội xăm đẹp lắm anh, yên tâm đi, mấy bữa làm chạy xong là biết đẹp. Đâu anh, tại vì những hình cũ của em là nó bị ấy quá rồi, mới bắt đầu mới bắt buộc phải làm như này anh ạ. Nhưng mà đóng đen ở trên đây nó xấu em ạ. Này, đóng phải khối như vậy như này em phải không? Phải mềm mại như này, khối đen kiểu kia ông không được. Nó Em này tầm thảo hôn như này em phải không? Hai người phải như này, thấy chưa? Em tầm này xấu xấu tiếp được anh, quan trọng là lúc Thôi, nào nhưng mình mà được tiêu thoải mái được anh. anh thử xem cái quả kia là nó hơi liền nó xấu, nó phải tách ra nó mới đẹp chứ trên tại vì đấy ngày thì xưa nó hơn. tại vì là ngày xưa em xăm lung tung nhiều nên đây khó sửa. Tùng Dương ơi, À. em để Long Khánh đang chất vấn nhau, cái anh em mình ở giữa kiểu gì ở được 10%. Anh ơi tí nữa sau anh hôm nào mà anh được 10% hôm nào anh đưa em đi ăn sườn nướng, anh bảo anh là hôm trước anh gọi em ấy, chỗ đấy em thấy uy tín anh ạ. À. Đấy thôi đấy, ai không bây giờ cũng biết là cái phim vụ năm cũ này Ông đưa tiền cho nó bán mua đi, vào việc đi. anh cho trồng ra cách trồng đơn nhầm ấy nhân này. Em bây giờ là doanh nhân mạng rồi, em là bây giờ người gọi là kiếm tiền ở trên mạng và cũng là ổn định cuộc sống rồi anh ạ. Cho nên em khác xưa, ngày xưa em khổ thì làm răng được, nhưng mà bây giờ em làm ăn rồi em phải uy tín đấy, hiểu chưa? Bây giờ anh đang ở đâu và anh quay một clip anh đăng lên TikTok của anh cá nhân, và anh cứ ở đây đây là tầm khoảng 3 ngày sau thôi, không được rời đi lung tung. Em gửi anh 5 triệu. 5 triệu mày gửi cho nhà tao tin là chứ mày bùng tao kèo bê cây 3 triệu mày thua cái chuyện đâu. Em với anh là mấy thằng em nhỉ? Em cứ bắt anh lắm rồi đấy. Anh Hà ơi. Lần trước Qua chơi. Qua lại cho anh tham gia một tí nhá. Qua lại cho anh tham gia một tí, anh Hà cho phép tham gia một tí. Tại vì để mà nó góc độ là em muốn ý,
Thằng Long này nó uy tín được thằng Khánh, tại vì thằng Long này nó sai các em nó, thì em thấy là các em nó nghe lời đấy. Khánh thở cay hôm đó, em là chưa Khánh thở cay. Thằng Khánh là nuôi cái thằng em tên là Bi, anh hiểu không? Hôm đó bảo sai nó đi đỡ cái cửa, nó bảo là anh nói ít tôi ném con mẹ tầng 3, tầng 1. Ok không? Thằng Long nha, à. Tôi xuống đấy, tôi bảo em nó mang cái này, nó bảo là nó cầm đi luôn. Nhưng mà hôm đó tôi là chi với ông, tôi bảo là ông ồn đấy, đóng một cái cửa, thì ông bảo là Bi ơi, đóng cái cửa. Thì nó bảo với tôi là này, bảo là anh nói ít tôi, không tí em ném anh xuống tầng 3, tầng 1, cái không? À. Mày nghe tao nói, mày để tao nói, mày cầm mồm vào. Đúng rồi. Nghe này. Em của thằng Nông ấy, cái này em chân vắt đáy ra quần, em của bố mày. Nó phang luôn đấy, nó gấu, đổ gấu, nó phang. Tao đâu mà dám đánh, nó nói gì người khác. Em của tao nó gấu, em của tao cũng bằng thần kinh mà. Thằng em gấu của tao thần kinh mà. À. Em của anh nó bằng thần kinh mà, không bị tử hình, không bị đi tù đâu. Đi vào bệnh viện chứa bệnh thần kinh thôi. Em biết nhá. Đã có vụ nào chưa? Có rồi, hôm đợt nó đánh một người nhưng mà nó chỉ vào chạy nằm mấy tháng vậy thôi. Có bằng mà, thần kinh có bằng. Vừa ấy là anh em phải mua hàng, anh em nào thích nước hoa thơm đâu chúng tôi đấy, 129.000 đồng hai chiếc hoa thổ cẩm anh em nhá. Lưu hương trên da tầm 12 tiếng bám nó vào ngày. Nó có 3 tầng hương mùi đấy, hương đầu nó hương của cam, bega mốt, hương vải, hương trái cây, hương giữa hương của hoa nhài, hoa hồng, hương mùi quế. Kết thúc của hương quế tiếp tục xạ hương hổ phách được vani anh em nhá. Lưu hương trên da tầm 12 tiếng bám nó cả ngày. Nhá nhá, Long đâu rồi? Khánh bắt kéo Long đây. Tôi về nhà tôi không biết. Hai anh em tôi bây giờ cũng như là chỉ có nhà tao đang xuống Long này. Tao chuyển cho nhà 5 triệu, mày chuyển đây 5 triệu, nếu thằng nào thua là nhà sẽ chuyển cho 10 triệu sang. Đấy mày bản lĩnh. Cố cốt tiền đi. Cốt mẹ với tiền đi. Sao mà khôn thế? Khôn như khôn như thế này, khôn như anh cứ quên đây. Mà quái được mà anh Hà anh cầm sợ gì? Anh Hà cầm nhưng tôi đưa cầm. Anh Hà mà. Anh Hà thấy thế nào? Anh Hà thấy thế nào? Được mà anh làm trọng tài phải do gì mà. Nhưng mà vấn đề là quay xong địa chỉ ở đâu nói rõ ràng này, đăng lên cái TikTok này. Sao bắt là ở yên đấy cho 3 ngày không đi đâu. Ok thì anh Hà cầm tiền 3 ngày, anh Hà cầm tiền đúng trong vòng 3 ngày. Anh Hà anh giam tiền đúng 3 ngày, nếu mà không làm đúng là mày thắng thì anh sẽ được mày anh chuyển hết cho mày 10 triệu. Chứ nó mày đến khi mà quay xong bắt là sao bắt là anh đi đâu, chỗ khác anh thuê nhà, nhà khác anh trốn chỗ khác rồi. Tao có tiền là tao mất tiền. Anh Hà chuyển hết tiền của tao cho mày. Mày ngu đấy. Anh Khánh Sky bảo là anh Khánh Sky là ông trùm, cho nên là không xuất đầu lộ diện được, không đi ra đường mấy cả. Ở đâu cũng không ai biết cả nhá. Cho nên là gọi là ông trùm. Con này rất nguy hiểm. Con này bởi vì sao? Bởi vì mẹ mày thằng Long thằng Khánh này nó cho thằng Hoàng Phong xem địa chỉ luôn, cho cả vị trí luôn. Thế bây giờ Long yêu cầu nó cho là quả này là Khánh sợ Long rồi. Thủ cẩm đây em ơi, đây mà thấy ơi. Hôm nay em định làm có clip hai anh em mình làm có drama đấy anh ạ, nhưng mà thôi em nghĩ thôi đầu anh cũng bình thường thì thôi, nghĩ đi nghĩ lại thôi. Đâu đó em mọc tóc ở đây, em không biết là thằng anh tình yêu tình báo vào rồi cái mẹ đầu cá cờ thành đầu cá rô đấy. Mà dù sao em cho anh em cũng ốm đau, em gửi anh 2 triệu rồi mà anh lại đi lên mạng của anh nói thì huấn bảo là thằng Long kéo đi một số đối tượng là không kéo người ta gọi là lấy tiền luôn. Anh em có đúng không? Ai là tình bị thằng Long kéo đi? Tim tất cả người xem một bên nhá. Tất cả người xem mỗi bên, ai đã từng bị em đong đường kéo view bấm chưa ok cả. Thế sao vậy em? Cái góc bộ này là có. Thằng Long nó bảo với tôi như này, đầu đưa câu chuyện. Nó bảo là anh ơi, em làm công việc kéo view, em chỉ thích làm những cái thứ nó vui vẻ. Ok, mà nó đéo trả lại. Nó bảo thẳng. Bây giờ nó bảo em mà đi lừa người, thay ra thay vì lừa người, em lừa con mẹ nó trước. Hôm nọ nó vừa nói đâu cả nhà đúng không? Nó bảo là những người nào mà kéo game vui vẻ làm ăn nó kéo, còn mấy cái thằng bảo kéo game thằng Long nó bảo thằng nó đút túi nó đéo trả lại, bởi vì nó bảo là bây giờ nó lấy hình ảnh em đi lừa người thay vì em lừa người là em đi lừa người em lừa nó trước, nó bảo thế đúng mẹ cái này nó thằng Long nó có nói mấy thằng kéo game thôi thì bảo thằng Long nó nước chửng rồi đúng rồi cái này kinh doanh thật với anh em là tôi ở trong trại 4 năm ăn cơm trong đấy vất vả quá, cảm giác quý tự do và các anh em hiểu chưa, cho nên là tất cả mọi cái Long Chuyên làm bây giờ đó là ok và cái gì sạch sẽ thì Long làm nha. Không, cái này là hôm nọ tôi 6 năm tôi mới gặp thằng này một đời em Long ngồi rượu tại nhà anh à. Đúng Long có nói tôi thế, nó bảo là anh ơi bây giờ em làm công việc kéo view nhiều thằng nó cũng muốn lấy hình ảnh của em, thì nó bọn nó bảo là em quảng cáo này cái lọ, em cảm giác là bây giờ thấy là như này lọ thì thằng Long này nó bảo là thay vì để nó đấy em đi lừa thằng khác thì em lừa nó trước là cứ thằng nào mà quảng cáo cái nó đéo chuyển lại đúng nó nói thế này thằng hôm đấy nó nói thật không thật. Thế người khán giả bấm số ok là thằng Long lừa người ta ơi,
Được, anh kéo kéo kéo. Nó lừa rồi anh em mang tiếng với nhau ra, anh em bảo các bạn ai tình không lừa bọn chú ok đấy. Hả? Làm game thì mà lắm người làm game thế, toàn tất cả đều bọn chú ok đây. Bây giờ nói thật sự bạn, bây giờ làm theo cái mạng xã hội này thì thật sự không, anh em luôn là bây giờ nhiều người ghét nhiều người quý, cứ a dua theo đám đông để làm cái gì. Này ông đừng nói là a dua, tất cả những người anh em ở đây toàn những người em chuyện lành thôi, toàn người anh em ok, ông lại bảo là mình không mất tiền thì mình bảo là mình mất tiền, không mất tiền mình cứ đổi cho người ta lấy mất tiền, anh em thấy nó nghiệp anh em ạ. Anh ơi, hôm nay em mấy hôm nữa là em đổ móng là chuẩn bị thi công công trình là xây biệt thự. Anh có xây thêm cái chuồng không để em bảo mẹ em về cho bạn là thiết kế xây thêm cái chuồng cho anh. Mày đổ móng ấy, đúng không ạ? Lâu thế thì móng mày bất kỳ chỗ nào Hà Nội. Thì nói thật sự anh em luôn bảo là em ạ, các em ạ, nhiều anh em nó bảo ghét thằng Long này, thực ra là anh em mình việc đéo phải khổ với nhau chứ làm gì. Thật sự anh em luôn là bây giờ nó cũng chỉ vì công việc thôi. Em nó xác định là nó để chấp nhận thị phi, nó cũng kiếm cái đồng tiền, anh em bảo không? Quý nhau thì anh em mình cho nhau lời ăn tiếng nốt, không quý nhau thì thôi, anh em mình coi như là gì đâu, nó cũng ảnh hưởng gì đến anh em đâu. Có thể là nhiều lúc phát ngôn trên mạng thì bây giờ anh em chửi nó được, thì giờ lúc đó cũng tiêu cực, ý là nó ấy. Nói chung là các ông anh em mình bỏ mẹ cái kiểu là ấy, ganh ghét nhau trên mạng xong rồi làm gì thì anh em bảo không? Năm này nhá. Tao biết là mày có lừa kéo, tao mày nghe này. Tao không biết mày có lừa kéo với công, nhưng mày nên bảo là hai tội. Mày xúc phạm người gì là thứ nhất này, thứ hai là mày nên bảo yếu đường trường loay của các bố mày. Mới là mày đang thêm yếu hết đường trường loay cả nước luôn. Ngày xưa trường con ở nhà đó thì trường con bật ra trên đấy. Đúng 129.000 đồng 2 chiếc loa thổ cẩm anh em nhá. Anh em là thích đặt những đồ hàng đấy. Anh là chưa có follow cho giữ follow. Đấy 129.000 đồng 2 chiếc loa thổ cẩm. Thổ cẩm này nó lên tên tuổi nó mới Tùng Dương rồi. Nó có 3 tầng hương mùi hương đầu, hương cam, hương hương vải, hương trái cây. Hương dương của hoa nhài, hoa hồng, mùi quế, kết thúc của hương gỗ thiết tùng, xã hương một phát đi hoa đi. Đi hương trên ra tầm 10 đến 12 tiếng, 35 cả ngày, 129.000 đồng 2 chiếc anh em nha. Những anh chị em nào mà mua hàng nhà em về nhà dùng miễn phí được năm ngày, không thích em cho đổi trả thoải mái. Vậy, vâng. Và vào giúp anh Tùng Dương, bọn đặt cho chồng 5 chiếc nữa không ạ? Đặt luôn đi đâu luôn. Đặt luôn đi. Quen lịch nhau rồi đấy. Đặt luôn. Anh có dịp anh xuống, anh cầm đo à? Đặt luôn. Lịch nhau đấy. Anh lịch nhau. Long đang mua nước hoa của Tùng Dương để nhận được sự hỗ trợ ở trên này đấy. Không, không phải là hỗ trợ. Nhưng mấy mà... thằng dùng một đích vào trong kênh của anh Tùng Dương đang live stream. Mỗi thằng đặt cho anh 2 chiếc hoa. 4 thằng đặt 8 chiếc cho anh đặt luôn. Nhưng mà đặt để hụt nhận nha, chứ không phải đặt trong bom nhá. Đúng rồi. Mày đừng bom của anh nha, mày đừng bom của anh. Anh đang khổ lắm đấy em ạ, mày đừng có bom của anh, mày xuống cho em vào đây, chứ sợ đấy em ạ. Thích mùi nào thì chọn mùi đấy nha, anh cho mỗi thằng 2 chiếc. Nha. Tùng Dương ơi. Thôi. Hai thằng chúng mày bây giờ lại lịnh nhau ở trên này, đó là mẹ à, mày lại nói mày đấu móm ấy. Một mình tao chấp 4 thằng luôn chứ không phải là 2. Chấp 4 thằng mày trong quốc. Bây giờ tôi nói thật sự không? Tôi với ông có gì mà phải đấu móm? Ông mẹ mà nhờ tôi chứ gì, tôi phải ghi ra sổ để khi ông chết tôi không quên. Bây giờ tôi ông bảo là tôi phải bênh ông. Bây giờ tôi hỏi ông này, trước khi ông quy điên, ông Đặng Diên Vương thì ông dặn tôi như thế này, nó đọc không thiếu gì không nhá. 6 hình bình nhân mặc bikini. 1 là 6 hình nhân thứ hạng mặc bikini. 2 mua đĩa cộng tẩu cộng kẻ cộng một ngân hàng bằng giấy cộng một iPhone cộng 15 cộng 16 để xem Tokuda và để bình luận thế nào PK đặc biệt với ông bác gọi là 5 can đúng không? Đấy, và một loa Phantom cộng một ok cộng một trăm trái chim đồng cộng một bộ đèn đi cảnh cộng một biệt thự kèm một phòng bay kèm theo một lít nước đáy xin để chống tám à, ok không? Đúng không? Còn cái gì nữa? Anh Dương ơi, em mua bốn thằng rồi đặt đơn hai, mỗi thằng đặt hai loại nhá anh nhá. Bây giờ tôi hỏi ông mẹ này, ông đến lúc tôi phải có quyển sổ ở đây. Ông yêu cầu anh em bạn bè ông bảo đấu mõm, thì bây giờ nếu mà tôi đấu mõm với ông thì ông nhờ tôi, nếu ai tôi mua. Tôi mà ông biết tôi là những cái thằng này, những cái thứ này là tôi mua rất là nhanh. Thì tôi đã chuẩn bị để tôi ghi hẳn ra đây, ghi chú lên bộ ấy, ông lại bảo tôi là ấy mẹ đấu mõm với ông. Không. Ý là nói là hai thằng mình liên minh với nhau ấy, chấp 4 thằng 5 thằng chúng mày luôn. Tôi không liên minh với thằng Long. Nha. Bởi vì tôi chỉ nói với ông một câu, cái cuộc chiến của ông với thằng Long tôi không còn biết là thắng hay thua, nhưng mà cái gì tôi đúng thì có nghĩa là tôi không bênh thằng Long, không bênh ông. Tôi chỉ có nghĩa là nói về không gian mạng để nói cho những người anh em người ta chưa hiểu, thì để tôi giải thích cho anh em một số để người ta hiểu. Tôi mẹ tôi đối đầu thì đâu mà tôi không bênh thì... câu chuyện của ông với thằng Long năm cũ tôi chỉ biết về nhà, là tôi chỉ biết là anh hai anh bạn là thôi. Anh em mình hợp tác kiếm 10% để hôm nào ai tôi xuống anh chị đưa tôi đi ăn sườn nướng bà đi cả năm Phú Quốc thì là... Khánh Sky, anh làm anh của tôi hơi lâu ấy. Tôi mong là từ giờ đến cuối đời tôi không gặp một ông ngoài đường nữa nha. Mày chuyển 5 triệu taxi ra xuống luôn Hà Nội gặp mày. Chuyển đi. Chuyển đi, tao xuống ngay gặp mày. Cái gì?
cái gì nó phải, cái gì nó phải hợp lý chứ. Chuyện cho anh Hà cầm trước, anh Hà cầm, anh Hà có người uy tín, anh Hà cầm trung gian. Tao chuyển 5 triệu anh Hà, mày chuyển anh nói cho anh Hà, tao nào thua tao không thua nhà mày, mất 15 triệu cho mày luôn. Thằng đéo này, thằng Long mày ngu quê như này, mày xuất được 200 đô hả? Thằng nào phi sang nhà anh Hà luôn. Bây giờ ấy, mấy thằng em tôi đang định pha ông, mà bây giờ tôi phải mất tiền cho ông nữa. Mất 5 triệu để được quang thì để gặp tao thì đơn giản mà. Mấy lần trước anh đi với em nhìn anh nản như cái mặt, cứ sợ, sợ chết à? Thằng nào gấp bún tao ăn, thằng nào gấp bún tao ăn. Đây là tận đây, đây là gấp nhá. Gấp đây là clip được chưa? Làm clip vui được chưa? Thế mày làm clip vui mày xin là anh ơi cho em quay clip, em xin phép là gấp bún cho anh ăn, đưa hai tay gấp cho anh. Thôi, 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 thôi. Bún cho anh clip luôn, sợ nó, mà nó gấp bún cho Khánh, đưa hai tay cho anh ăn. Như một con chó cho chủ, phục vụ chủ vậy, trung thành luôn. Anh em ơi, để Khánh được hai, đơn, thôi, 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 để một hộp ấy, để một hộp bố rồi. Anh em nào muốn làm clip giáo tên chúc mừng sinh nhật theo yêu cầu thì anh em liên hệ tôi nhá. Nhưng mà anh nói thật, tất cả không gian mạng này anh yêu cầu Long một tí nha, giảm bớt số tiền 800k xuống đi, xuống chỉ 500.000 thôi, hiểu không? Xuống chỉ 500.000 thôi. Thi thoảng tổ chức sự kiện này với anh em bảo là tổ chức tầm 5 đến 1 tuần là nghĩa là chỉ 500k thôi, hiểu không? Đấy, nghĩa là mình vừa làm, mình vừa vui vẻ, anh em vừa có kinh tế, 500.000 thôi. 500.000 thôi. Em là em đang 800.000 em một công suất của em mà không có thời gian để đi đâu luôn, quay đi tục cái luôn. Anh nói với chú như thế này, đôi khi nhiều lúc chú phải nghĩ thông minh lên một tí, bởi vì sao? Có thể trong cuộc sống anh em mình 800.000 thì anh em mình đơn giản chỉ là bữa ăn. Nhưng với những nhiều những anh chị em hoặc là những cái em sinh viên học sinh hoặc là những người ta chưa đúng đủ. Đúng rồi. Đúng rồi, mày nói đúng đấy. Gọi là tao ăn tùng, tao nói thằng Long này. Nghe này. Đi bán keo bán kẹo không lái được, nhưng mày bán kéo view nói mấy câu được 800.000 đâu. Thật, bán keo bán kẹo không lái. Chỉ có nghĩa là thi thoảng tổ ra trước ra một cái sự kiện như kiểu lấy em vào. Thì cũng thế, có thể là nhiều lúc như thế này, mình nghĩ đơn giản nó là như này thôi, cái công việc của mình. Đấy, xác định là công việc của em cả đời. Có nghĩa là này, có thể em những người ta có đủ điều kiện 800.000 hoặc là 8 triệu thì người ta sẽ không tiếc, em hiểu không? Nhưng mà thi thoảng em tạo ra một cái chương trình có nghĩa là vừa được cho mình, vừa cũng như là những người yêu quý mình, người ta giao lưu với mình. 500.000 anh em mình có thể tiêu một bữa có thể hết 5 triệu hay 50 triệu, nhưng 500.000 anh thề với em luôn nha, nhiều người người ta chỉ vì những cái hành động của em thôi đó. 500.000 có thể là em có thể em cho các em có thể chi tiêu vài ngày thôi, với em nó không là gì, nhưng với các em của em, với những người ở bên cạnh của em đấy, là em có thể cũng là để các anh em nó chi tiêu thêm sinh hoạt. Thành ra đôi khi mình hơi mỏi mồm một tí, nhưng cái mỏi mồm của mình nó có ích cho cả hai bên đó. Này con người này không giáo, con người này không giáo hóa được, Zalo bao họ không giáo hóa được, ngang thứ bố. Anh có ý này nó hay hơn này này, thay vì đấy như Tùng Dương nói, thay vì là 800.000 thì vẫn thu 800.000, nhưng mỗi lần giao tên thu 800.000 và tặng 2 chiếc nước hoa ấy, lợi cả hai ông. Nhưng mà ai lại phải mắc đi gửi nữa anh. Đi gửi nữa anh. Mẹ mày ra thằng Long này nhá, anh cho mày càng ngày mày càng ăn nhiều, mày đôi lúc là mày phải học theo có nghĩa là cái gì, lòng từ bi vị tha đi, đó, đôi khi phải giảm bớt anh làm gì tới đây, đó, cái xã hội này anh em mình nói 800.000 nó đơn giản lắm, nhưng người ta phải bỏ ra 4 ngày và lao động từ 8 đến 10 tiếng, người ta kiếm được 200.000 một ngày em ạ. Nhưng mà nhiều cái tế gì em không nói đây, nhưng em vẫn làm theo như của anh, nhiều người mày em biết rồi. Nghe. Tức là mới làm, mới giao tên thì nó còn đông khách, thì 500.000 càng ngày càng đéo khách thì phải thịt đau hơn rồi nha, thịt mạnh hơn. Lương công ta mạng này nha, đừng mẹ đến lúc là mày cứ gây thù gánh thờ cai nhiều tí nữa, nó là mở cái chương trình không đồng nữa mà chết đấy. Khánh thờ cai mẹ mày, nó đang âm mưu của chú, mẹ ấp ủ bao nhiêu âm mưu của chú, mẹ Khánh thờ cai. Anh ơi, nhưng mà trong giới làm ăn, anh Khánh thờ cai nó làm gì có chữ tín ở đây đâu anh. Bây giờ anh đúng thật, thằng Long nó không đúng thật, tao có làm ăn gì đâu, tao đi ăn xin online mà. Rồi, thứ nhất này, ghế đéo ai doanh nhân mạng ngồi ghế màu hồng, xong là doanh nhân mạng lên mạng cởi trần, xong cười. Mày cười khúc mắc thì con phốc sóc. Tao kiểu này Khánh thực ai, Long nó cứ bảo gã địa chỉ là đúng rồi. Bây giờ em bảo anh Khánh cái bộ, răng của em bằng cái mạng người của anh cứ lằng nhằng nhằng nhở. Răng của em chỉ để gọi là quét cứt thôi.
nói thế thôi anh em nhá, 129.000 đồng hai chiếc hoa thổ cẩm anh em nhá, anh em đã đặt thì dí hoàng anh em nhá. Lưu Hương tầm 10 tiếng ra bán ra vào ngày đấy, cả năng và nữ được nó ngọt mát dịu dàng nhẹ nhàng thanh cao phù hợp trong mùa hè, 129.000 đồng hai chiếc anh em nào muốn mua hai thì cứ đầu dương cả anh cả chị luôn, cứ dùng cho em tầm miễn phí trong năm ngày, kể cả dùng hết nửa là không hoa thì em cho đổi trả vẫn ok anh em nhá, 129.000 đồng hai chiếc. Đúng dương tháng năm có để cái con gì nó phi vào mặt bây giờ như nào, hai anh em tôi ngồi đây em hôm nay đợi có 5 phần có 10% thôi là hai anh em tôi chỉ cần lấy 500.000 thôi, từ 5 triệu đấy hai anh em tôi chỉ cần lấy 500.000 thôi để anh em tôi đưa được thế đúng chưa, thằng Long nó để con gì nó phi vào mặt kìa hả à? Ai phúc mày ơi, nó là thằng ship mày ạ. Anh ơi, đây là thương hiệu Kabeto, giày thể thao kể bê tông không đau gối anh ạ, của Bộ Công an anh ạ. Những người mà cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng bây giờ đang sử dụng giày của Kabeto. Mẹ nó câu đấy, bây giờ không bị sức chân, không bị sức tay, thế tao hỏi mày, nếu nó bất ngã cũng gây răng không? Phải đó. Không, em vẫn gây răng bình thường. Thế rồi, cứ quảng cáo rồi bỏ kìa. Mày quảng cáo ngã không bị sức chân, không bị bóng vân, không bị đau tay, thế tao hỏi mày ngã đập một không gây răng hay không? Trả lời răng. Ok anh em nha, cả nhà follow 4 anh em tôi nha. Nói thật đây Khánh này, anh của em đây này, gọi là ngân hàng nhà nước Việt Nam, em cần gì kiếm tiền thôi, em kiếm tiền vì vui đam mê chứ em quan trọng gì đâu. Anh thấy hiểu không? Mày lại mõm, tất cả lên mạng này đéo thằng nào bảo kiếm tiền là vui cả, hiểu chưa? Kể cả có nhiều tiền đấy. Mày là chém anh Khánh, em là chém anh Khánh. Mày nghe anh người huấn về đấy này, không làm mà đòi con. Chúng ăn đầu bùi em cướp nha thằng Long nha. Đừng bảo thằng nào lên mạng này kiếm tiền là niềm vui quên mẹ đây, không? Nhưng mà anh em nick của anh đi đứng ngoài à, nó bậy có gì à? Hả? Nick của anh nó bậy có gì à? Anh nói thật sự với chú một câu luôn, từ ngày anh chơi TikTok bây giờ anh bị bay mất 60 kênh rồi thì anh còn ngại cái gì nữa, không? Anh bị sập mất 60 kênh rồi, với anh nó có ngại cái gì đâu. Đúng chưa này? Đúng chưa này? Kênh là mấy trăm nghìn, nhưng mà anh bị khóa mất hàng, không ai thôi. Ôi. Cùng Dương đòi đánh thầy Văn Hồng, bây giờ lại dùng câu thầy Văn Hồng nói chuyện. Ông không được đưa tôi vào quả kèo với tôi với cả thầy Huấn nữa nhỉ, không? Anh em tôi rõ ràng quan điểm, nước sông không phạm nước giếng, không ai xúc phạm ai, nhá. Cho nên tất cả trong các mối quan hệ, bất kể ai không thích nhau, tôi tuyệt đối ông mẹ mà không nên tâm cắt. Và anh em cứ cầm cái này, thích là anh em mình giao lưu với nhau tí, còn bây giờ người ta anh em đã rõ ràng quan điểm đấy, nói đi không bao giờ nói lại, không bao giờ xúc phạm nào nữa, thế thôi. Còn ông ông năm 2022 ông cứ đòi đánh thầy Huấn, ông bảo không thịt được thầy Huấn thì không làm người. Ông Huấn đã nhắn tin cho tôi rồi, từ ngày đến đó tôi không chửi anh nữa. Thế thôi, thì dù đã không nói thì câu chuyện này nó phải đi dài đến tận từ đầu thủ đô đến cuối thủ đô, à cuối đất nước, ông phải không? Nhưng bây giờ anh em đã rõ ràng thế rồi thì mẹ chẳng lẽ tôi lại cố tình à? Tôi cố tình bây giờ thứ nhất là này này. Lại giải quyết câu chuyện hơn tháng trước là có thằng Long nó làm cái clip nó bảo Tùng Dương ơi, tao muốn pha này, mới bật cho mọi người xem nhá. Đó, Tùng rơi tao muốn va mày có ông đéo phải kích bác anh em không làm gì cả. À chính để tao phải làm người với nhau. Tao bật clip thằng Long đâu bạn à. Tùng Dương ơi, mày đừng động anh Huấn Hồng, mày đã đẹo anh Huấn Hồng, tao muốn va mày. Làm tôi nói thẳng với ông này này. Cái gì bây giờ ấy, tôi chỉ học cái cách gọi là như này. Thật sự đâu bạn. Này Long. Mày đeo cái tóc lên. Đeo cái bộ. Long ơi, mày cũng hẹn. Năm mà thằng Tùng Dương hèn lắm, thằng nói là muốn vang Tùng Dương đéo dám nhận, mà thằng Tùng Dương lại bảo là đấy là cấn ghép. Ô, bây giờ tôi hỏi ông này có nhà anh nào ơi, anh có chứng kiến cho em cái vụ này không? Anh là 6 năm em thằng Long gặp lại, mà gặp cùng gặp lại tại nhà anh, thì em có hỏi Long, cũng Long cũng trả lời anh là người lúc đấy. Anh chọn rồi. Là, trong kênh của em có đăng, trong kênh của em có đăng. Đó, em thì em hỏi Long. Đúng rồi. Em hỏi Long. Kể cả thằng Long nó có nói em như vậy thì em cũng chỉ nói với anh một câu là thôi cái công việc làm ăn của chú, thì thằng Long nó bảo là kể cả những cái thứ mà anh em mình lúc chưa ngồi nói chuyện với nhau được thì những cái đấy kể cả nó diễn ra rồi hay là không diễn ra thì thôi cộng đồng mạng kệ, còn cái chính anh em mình ngồi lên với nhau có nghĩa là bây giờ anh em mình làm gì, có nghĩa là không cho nhau được cái gì thì thôi không lên mạng đúng không, đúng không anh? Ngồi im đấy để tìm clip để kiếm clip. Nói tôi này đây này, em đi xuống em làm clip giao tên cho khách đây, anh ơi từ giờ đến giờ mình đi đâu? Từ giải quyết rồi, mày đi đâu? Mày nói ra nó nhận, thằng Long mày nhận. Tùng Dương đéo tham vào nó, chán thật. Không phải là tham vào, không phải là tham vào gì hết. Tôi chỉ nói với ông như này này, ở trên mạng nó chỉ là giải trí. Bây giờ tôi học cái cách gọi là gì? Nhiều thứ ấy, người ta bảo rồi, các cụ các người ta có dạy cái câu ấy. Có. Thôi. Mọi thứ đó cũng chỉ thông qua. Ông hiểu không? Tại sao mà kể cả cái chuyện của tôi với ông, tôi chỉ nói đơn giản thế thôi. Hai thằng đéo hiểu nhau, tôi với ông đấu võ với nhau cũng như là đấu ở trên mọi thứ,
đến lúc anh em mình giải tỏa được tâm lý với nhau thì tôi chỉ nói với ông một câu. Nghe nghe. Nếu mà ông suốt ngày ông dùng mấy cái văn này thì khả năng là anh em tôi không thể nói chuyện với ông nữa. Đấy. Này nghe này, nếu mà để mà tao đúng rồi, để mà vị trí của tao mà Thăng Long nó câu đấy, tao xuống tận phòng trọ nó luôn. Đấy. Em tao xuống. Nếu mà để ví dụ tôi, bây giờ hỏi ông như này, hỏi ông một câu đúng đơn giản thôi. Quay đi gọi lại, nếu như tôi nghe lời của ông nói hoặc nghe của những lời xã hội nó kích rồi, tại vì bao nhiêu năm tháng tình nóng nảy bốc đồng, mình đã phải trả giá về các mọi thứ là gì, trả giá về cái cách nhìn nhận của người ta cũng như là cái tâm lý của mình cũng được vững, cuộc sống cũng mang lại cái thứ tiêu cực. Thế tôi hỏi ông Phùng, là cuộc sống của ông chỉ thích người khác đi tù thôi à, hay là ông chỉ thích người khác có nghĩa là đi để ông vui à, hay là những cái thứ để ông đặt im? Cái câu chuyện mà thằng Long nó nói vào với ông là do ông chửi anh Huấn của nó, thế ông ghi cả cái anh Huấn làm gì hả? Ông chửi anh Huấn thì nó mới đòi vào với ông nữa. Tôi cũng đã lên rất nhiều cái clip cũng như là câu hỏi của ông, mà tôi cũng đã phải trả lời với ông rất nhiều lần. Bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa tôi với anh Huấn không là có một chút có nghĩa là hiểu lầm, mà tôi chỉ nói với ông một câu rồi mà tôi không muốn nói lại, thành ra mình lại thành mẹ thằng đôi con trên mạng không thích, đúng không? Quan chính là tôi đã giải thích cho ông là người hiểu, ông không nên phải hỏi lại quá nhiều vấn đề đấy làm gì. Còn tôi nghe là đã đánh anh Huấn thế nào chưa? Đánh người quan hệ của tôi, mọi thứ đã giải quyết xong. Tôi không phải suốt ngày bị đôi co tệ như thế mà thôi, làm gì giải thích không ai xem cũng được. Đây này, tôi bảo, tôi nói. Ông chửi anh Huấn dòng giá lên cả 2 năm liền, đéo đánh là anh Thảo Hòa. Nếu mà để cái thời gian 2 năm đấy mà người ta đéo xin lỗi, phải thịt người ta chứ, phải đánh người ta chứ. Thì quay đi quẩn lại là bây giờ nói thật sự ông, bây giờ tôi cũng gặp được anh đấy. Mà anh không liên hệ cho tôi cũng phải yêu cầu tôi trả lời. Mà trả lời anh ấy có nghĩa là anh ấy phải có nghĩa là trả lời với tôi. Anh em không lên mạng thì anh em gọi điện cho nhau, điều đây là điều đương nhiên. Tại vốn dĩ là có cái liên hệ với nhau. Ông hiểu không? Một khi đã có câu trả lời thích đáng. Những ngôi nhà này bắn nhau bằng wifi thôi à? Bây giờ có câu trả lời thích đáng. Đấy. Nếu như cái việc của tôi phải không? Anh em mình không nói chuyện thì chúng ta cái suốt ngày như thế thôi. Còn bây giờ còn đấy, cái bày là cái thích của nhau. Này, còn đấy, 2 năm liền mà ông thù ghét anh Huấn mà ông đéo thịt anh Huấn đấy. Anh ấy đi họp suốt, đi ăn hội hè suốt, nếu mà muốn đang muốn thịt nhau ấy, nó không cần, muốn đầy lúc gặp nhau được mà anh em. Muốn thịt nhau ấy, dình ông đi ăn phố đâu. Tôi chỉ cần nghĩ là những cái thứ nó đơn giản thôi. Đấy, như ông thì ông đặt nặng về vấn đề này quá, còn với bản thân tôi chỉ nghĩ là nó đơn giản thôi. Bởi vì cuộc sống, bây giờ, thứ nhất là bây giờ tôi không muốn là để cho những người yêu quý anh đấy phải ghét tôi. Và thứ hai, tôi không muốn tạo khẩu nghiệp. Thứ ba, tôi không muốn có hình ảnh xấu trên không gian mạng này. Nói đại là để mà tôi ấy, mà thằng Năm nó nói câu là Khánh đại ca ơi, tao mới vai mày, mà nó nói thật mà không phải là trêu nhá. Em là Khánh ông xuống tận phòng trọ mà lôi thằng Năm nó đạp mày là lạ. Bây giờ tôi chỉ nói ông một câu thôi. Nếu mà ông nói câu này tôi chỉ nói ông một câu thôi. Ông nói bé đâu, không tí sẽ nhảy xuống tầng 3 tầng 1. Ông gặp thì nó lại nhảy xuống tầng 3 tầng 1. Thì nó lại nhảy xuống tầng 3 tầng 1 thôi. Tầng 3 tầng 1 thế là cái chuyện làm ăn của anh em nó khác. Nó biết tôi không nói là chuyện làm ăn của ông. Nha. Tôi đang nói cái cách gọi là ông cứ suốt ngày em này em kia. Tôi chỉ nói ông một câu này. Thôi, tôi không nói là không phải nhắc cái chuyện cũ ông. Ông đừng có nghĩ là tôi là nhắc cái chuyện cũ ông. Hoàn toàn cái vấn đề này không nhá. Không. Không nhắc về con ông. Sau lúc ông đã bảo tôi là thằng lông dôm này lông kia. Ông hiểu không? Còn tôi chỉ nói với ông một câu. Thằng Long với những thằng em ấy, tôi không biết là nó thằng kia rất ok. Nhưng mà ông đó, ông với các em, hôm đó ông bảo nó bảo đóng cái cửa lại cho anh. Nó bảo là anh nói ít thôi, em đấy, ném anh xuống tầng 3, đến tầng 1. Đấy, em thì ông ấy hiểu. Nghe này. Cái thằng em của những cái thằng Long ấy, nó chỉ là cái gọi là lính náp, gọi là chỉ sai phạt tôi. Em một Khánh là quân cảm tử. Quân cảm tử từ ai nó phang hết. Giật dây phát phang luôn, gật đầu phát phang luôn. Bây giờ tôi hỏi ông. Đến em ông, thằng nào cũng phang. Nó ở với ông, nó thích ông, nó ném ông xuống tầng 3, tầng 1. Thì ông nói thấy như tôi nghĩ sao? Nó trêu tôi, ông nghĩ là ném tầng 3. Ông bảo nó đến 3 câu. Nó vẫn bảo là anh nói ít tôi, không em ném anh xuống tầng 3, tầng 1. Đây. Nó có thể đối đầu với tất cả các... Mày xin lỗi tao đây, cái việc mà mày nói. Chứ không đối đầu với anh nó, ông bảo. Im, em xin lỗi. Em xin lỗi anh.
việc mà thằng Tùng Dương nó nhắc là cái đặt ở trên Hà Giang mà nói mày về thái độ ấy, bảo em xin anh nha anh. Thấy chưa? Không biết, nó tính nó đầu óc nó cảm tử mà. Quân cảm tử nó thế mà, đến tao nó có đánh gì. Thằng Khánh nó quay thằng đấy ra, thằng Bi đấy. Thằng Bi nó phải cao tầm 1m75 anh ạ, nó nặng phải tầm 90 cân. Đấy. Thì là khả năng Khánh Đức Cai này hôm đấy kiểu như ở gần Khánh Đức Cai nó có kiểu khoan đục anh. Em cứ reo. Thế là em bảo Khánh ơi, đóng cái cửa vào hồn quá. Khánh bảo Bi ơi, đóng cái cửa vào. Bi ơi, đóng cửa vào. Bi ơi, đóng cửa vào. Đến câu thứ tư nó bảo là anh nói ít thôi. Bí em này tầng 3, tầng 1. Nghe này. Lính như nó phải thế, nuôi em nó phải gấu như thế nó mới bảo vệ được chủ đi sao. Gấu nuôi ba con em với bạn thế này này, gấu. Cả Bi của anh nói luôn. Gấu, có thể gấu với cả sâu ở này. Nhưng mà với anh mình có sai hay có đúng? Vẫn là anh mình có đổi về. Nó đã ném tôi tầng 3, tầng 1 chưa? Nó đã ném tôi tầng 3, tầng 1 chưa? Nó chỉ trêu cho tôi chứ. Còn vừa bảo nó xin lỗi đây. Vừa bắt nó xin lỗi đây. Ông cán bộ này ông không được ép buộc vào em đó, không được ép buộc vào em đó. Nó đang nằm ngủ lên làm gì? Ông biết cái đầu nói nên tiền, ông nói giọng mấy tôi nhá mà ông đứng trước mặt tôi mà nói. Thế tôi hỏi ông, bây giờ ông được phép nói người khác mà người không được phép phản bác biết không? Nhưng mà ông nói sai rồi, ông mà nói cái giọng này trước mặt tôi ấy, mà thằng Bi đứng bên cạnh tôi ấy, tôi búng tay phát này, Tùng Dương ấy tay rơi xuống đất không kịp ướp đá luôn, đéo kịp ướp đá đi lối luôn. Ông là tự nhận là Khánh đại đế đúng không? Bây giờ tôi hỏi ông đơn giản một câu như này thôi. Ông cho tôi xuất hiện cho tôi cái là thằng MB gọi là Kim Cang Hộ Pháp của ông Phát. Vâng rồi. Thôi để ông cho đi đây cả Kim Cang Hộ Pháp. Hay là ông sợ cho nó về đây ngày mai đi chợ để tao đi phải đeo khẩu trang cũng nguy hiểm. Mặc áo Grab kèm theo mặc áo mưa kín mít người. À nghe. Người xã hội xịn. Người em nó là xịn hàng quân điểm, tức là ván bài tẩy cuối cùng. Quân bài tẩy cuối cùng để sử dụng. Lộ trên mạng để người ta soi à? Đến khi tôi xa nó đi làm việc gì là không ai biết nó là ai cả. Nên lộ cho lộ làm gì, có bài hiểm mà. Tôi chỉ nói với ông một câu này, để ông hiểu này. Biết bài hiểm chưa? Biết con bài hiểm chưa? Biết con bài hiểm chưa? Nói thật, mình có anh, có em, là mình phải khoe để làm gì? Khoe lên để mình biết. Khoe lên là giang hồ sống ảo à? Khoe lên là giang hồ sống ảo à? Ảo hay không? Nhưng nếu như thôi tôi đang nói câu này đó, nếu nói như câu này thì tôi sẽ làm ông rất bị buồn, tôi sẽ không nói câu này nữa. Tôi chỉ mong sao này, mỗi một tháng ông phải đưa cho thằng MB của ông 10 củ về nhà bao nhiêu gia đình trang trải cuộc sống thì nó mới không ném ông xuống tầng 3, tầng 1 nha. Này ông cho nó thì ngày mai đây tao hỏi nó Bi ơi, một tháng anh đưa mày lương 20 triệu đúng không? À, tháng giả tương là 20 triệu chứ không phải là 10 triệu đâu đúng không? Thế nha Bi nha, là cho anh Khánh mà nói. Đấy thôi. Là cho anh Khánh mà nói thì em không được gọi anh Khánh đến tầng 3, tầng 1 nữa nha. Anh cũng không bảo thế nha Bi nha. Nó nói là 20 triệu một tháng ấy cho Tùng Dương. Ông câu trước câu sau em ông cứ đòi ném ông tầng 1, 3, tầng 1. Ngu lắm. Lính của tôi là lính cảm tử. Nó đâu phải chập một tí nó mới pha người được. Bạn này cứ bảo là đưa nó lên mạng cho mọi người xem. Quân bài hiểm làm sao mà đưa lên mạng được. Quân bài hiểm đi làm bài nhạc hiểm. Biết nhạc hiểm chưa? Biết những con nhạc hiểm nhỉ? Nhạc hiểm là không ai biết cả. Nhưng mà khi vào việc nó mới là chất. Đúng chưa? Ôi, tôi không nói, tôi sợ mất lòng em nó, cũng sợ em nó buồn, bạn hiểu không? Đấy, bây giờ anh em mình đổi chủ đề đi. Chủ cái đề, nói chung bạn nếu có phân phèo cả năm Phú Quốc mà nó không dọa được. Không phải là tôi không, thôi bây giờ tôi nói thật sự bạn này. Phân phèo lúc mình không biết nghĩ thì mình còn phân phèo. Còn hơn thua cuộc đời. Bây giờ mọi thứ tư duy của mình nó đã được cải thiện hàng ngày. Thì bây giờ tôi hỏi bạn một câu, phân phèo xã hội này được cái gì? Đấy, quay đi quẩn lại anh em mình chỉ nói chuyện với cái điện thoại thôi, lên đây được nhìn ảnh nhau thôi, nó vui vẻ thôi. Thế giờ tôi hỏi ông phân phèo, tôi hỏi ông một câu như này thôi, ông nghĩ là nếu mà ông biết nghĩ, ông sẽ nghĩ là này, ân ân oán oán, thù thù hận hận, mình được cái gì đâu ông? Quay đi quẩn lại, thằng nào quý, thằng nào thích, quay đi quẩn lại, tất cả những thứ mình chỉ là tiêu khiển thôi, vui thì nó xem, đúng ý chúng nó, thì chúng nó khen, đó, ghét thì nó chê, không đúng ý nó thì nó chửi, bạn hiểu chưa? Quay đi quẩn lại, mình chỉ biết xăm làm phải sao đúng này. Thế xăm làm cái gì mà nhiều thế mà rát như cái ngày vậy? Cái thời đấy nó hết rồi ông ạ. Cái thời đấy nó hết rồi. Bây giờ ấy, tôi nói thật sự với ông này, những cái thời xương máu ấy, cái đấy ấy, bây giờ nó qua rồi. Xã hội bây giờ người ta càng văn minh, càng lịch sự,
ông thấy bây giờ có đầu gấu nào không phải đi làm đâu, có đầu gấu nào rồi cũng không phải thành doanh nhân đâu, ông phải không? Những cái thứ bây giờ pháp luật có thượng tôn rồi, thượng tôn pháp luật rồi, bây giờ đảng và nhà nước người ta cũng là gì? Đó là người ta đang muốn cho dân nhà mình dân trí nó đi lên, cộng cán băng ổ đĩa. Bây giờ tôi là sự phạt này, theo ăn thì đó, theo con thì ấm, ngu ấy, ngu ấy, đúng một nước cũi thôi. Ôi, bây giờ tôi không muốn, những ngày tháng tôi đã trải qua lãnh ngộ, giác ngộ được nhiều điều rồi. Không muốn có nghĩa là không muốn ăn cơm chạy, phải không? Ôi, bây giờ mình chẳng cần gấu với ai, mình chỉ biết là gặp nhau ngoài đời, trao nhau nụ cười, trao nhau ánh mắt có thiện cảm, thiện lành. Với nhau thì là vui rồi bạn ạ. Đấy, thế là vui rồi. Có thiện than, không có thì ăn hèn đi tí. Ngày kiếm được 2 triệu cũng như 200 nghìn. Căn bản là cái tâm mình nó vững, cái thứ mình làm nó đúng là được. Thế thì đằng sau đừng có lên mạng dọa anh Huấn nữa nhá. Ôi, nói thật sự ông, bao lâu nay, từ ngày cuộc điện thoại giữa anh tôi và anh Huấn đã xảy ra, có nghĩa là những cuộc điện thoại đời tôi chưa bao giờ biết. Mẹ lên mạng chửi tục ông anh đấy, bởi vì sao? Tôi nhận thức được, tôi nhận thức được. Còn bảo là tôi không nhận thức được thì tôi chỉ dụng bây giờ tôi cũng đâu mà suốt ngày anh em mình phải chửi nhau như thế này đâu à? Ôi anh em mình không chút sống của bạn đồng tiếng, không chung cùng gì nhau nữa, tôi không có ấy thì thôi. Ai mất rồi thì bỏ qua, mà ai bị mất thì thiệt đi một tí. Để ra thì như thế, có gì đâu. Thì bây giờ thành ra là tôi chỉ nói với ông một câu này, tôi nói ông, ở đây không có các ông được, coi nhà, không có các ông được. Bởi vì nhiều lúc, đấy, anh em mình ấy, thật ra là có ngoài đời mới biết được. Còn trên cái mạng xã hội này, mình cũng chỉ là cái thứ giải trí cho mọi người thôi. Đấy, cống hiến những thứ đó tích cực, không cống hiến những thứ đó tiêu cực. Bây giờ tôi nói thật với bạn luôn là tôi không thích chửi bới nữa. Với cả tôi cũng không thích hơn thua trên mạng xã hội nữa. Cho nên là trong cuộc nói chuyện, tôi xin bạn một câu là bạn đưa tôi vào quả đòn. Để cho cái đầu tôi nó, những cái thứ đó nó sáng lạng đến với tôi, bạn hiểu không? Chứ bây giờ bạn đưa tôi vào cái tiêu cực thì tôi thật ra là bạn là tôi được lòng bạn. Em biết anh thích Phong Điếu này. Thôi nói nhiều đau đầu quá, thích cười nói nhiều đi về đây. Em chào anh Hà nhá. Văn gì à, cứ chửi anh Huấn không đéo anh Huấn. Cứ mấy năm liền cứ chửi dòng giá. Gấu cái gì nó phải như Khánh này, xách đồ vào lên đường luôn. Chất nó như thế thì chửi nó mấy năm liền có dám làm gì đâu. Thế anh Huấn không điện thì cũng cứ chửi mãi à? Anh kêu là anh Huấn điện rồi thì thôi. 2 năm liền anh đéo thèm điện thì cũng đéo ra làm gì, đéo làm thịt. Gấu nó phải khác. Xong là xăm trổ thì đầy người.